Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay gia đình mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta hãy cùng khám phá thành phố lớn Montreal tiếp theo nhé. Thì hiện tại là gia đình mình đang đi vào cái khu vực trung tâm thành phố lớn Montreal. Thì hiện tại là bây giờ là đang khoảng 12 giờ trưa, thì mình sẽ đi vào thành phố và đi dạo cái khu phố đi bộ và để tìm một cái quán ăn thích hợp để cả nhà mình cùng ăn trưa. Thì như các bạn đã biết thì thành phố Montreal thuộc tiểu bang Quebec của Canada. Đó là nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng những nét kiến trúc đương đại thường thấy ở châu Âu. Đây cũng là quê hương của một số vùng ngoại ô ở phía đông nam của khu vực Bắc Mỹ, được thành lập từ thế kỷ 17 và được biết đến với tên gọi là Old Montreal, là thành phố Montreal cũ. Montreal từng là trung tâm công nghiệp và tài chính của Canada, điều mà bạn có thể thấy thông qua các nhà máy, xưởng chế biến cũ. Nhiều công trình trong số này đã được cải tạo lại cho những mục đích khác nhau, như là mở các nhà hàng, quán bar hay là những cái khu vui chơi cho giới trẻ. Đây là khu vực tuyến đường chính trong cái khu trung tâm của thành phố Montreal, hay còn gọi là Montreal Downtown. Thì bây giờ mình đã đi vào cái con đường phố đi bộ rồi đây các bạn. Mình sẽ đi gửi xe. Các bạn, như các bạn cũng biết thì mỗi khi mà mình đi vào cái thành phố lớn thì nó rất là khó khăn để tìm cái bãi đậu xe. Bởi vì thành phố luôn luôn nhộn nhịp và đông đúc, cho nên là những cái phương tiện mà gửi xe thì nó cũng rất là hiếm. Mình phải đi vào những cái gara nó ở dưới tầng hầm á để mà mình gửi xe. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu đi bộ dọc theo những con phố. Thì dọc theo cái con phố này thì xuống hai bên đường là những cái hàng quán, những cái quán bar hay là những cái nhà hàng. Thì mình sẽ đi dạo phố. Hiện tại là đang vào buổi trưa thì rất là nhiều người cũng đã tìm đến những cái quán ăn để mà ăn trưa, dùng bữa. Những cái quán này thì vào mùa hè ấm áp thì người ta sẽ bày những cái bàn và những cái dù ra dọc theo những cái con đường đi bộ luôn. Cho nên là mình có thể ngồi trên cái con đường đi bộ và người ta sẽ phục vụ tận nơi. Cảm giác rất là đông vui và gần gũi khi mà mình có thể ngồi gọi là ngồi ăn nhà hàng nhưng mà ngồi ở vỉa hè. Cũng rất là vui ha, nó có một nét đặc trưng riêng của con phố đi bộ. Cái thời tiết ở Montreal cũng rất là đa dạng, thì mang một nét đặc trưng của khí hậu ôn đới và có đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa xuân và mùa thu thì thời điểm mà thành phố Montreal có khí hậu rất là dễ chịu và cảnh quan cũng thơ mộng nhất. Trong khi đó thì mùa đông ở Montreal có khí hậu lạnh và rất là khắc nghiệt, với tuyết rơi dày và thi thoảng còn xuất hiện những cơn bão tuyết rất là lớn. Nhiệt độ thấp nhất có thể rơi vào khoảng dưới âm 20 độ C. Cho nên là nếu mà mình có ý tưởng muốn du lịch Canada thì mình nên đi khoảng mùa xuân tới mùa hè cho cái khí hậu nó dễ chịu hơn.
sau một hồi đi bộ xung quanh cái khu phố đi bộ để dạo phố thì mình cũng đã tìm được một cái quán để mà ăn trưa. Thì hôm nay cả nhà mình sẽ chọn cái quán nhà hàng Nhật Bản gọi là Yukaku Japanese Restaurant. Thì cái nhà hàng này thuộc chuyên về những cái món nướng, những cái món thịt bò nướng rất là ngon và đặc trưng. Thì với cái thương hiệu Yukaku này thì các bạn cũng sẽ tìm được khắp nơi ở nước Mỹ cũng như là Canada. Nó có rất là nhiều chi nhánh ở xung quanh. Và khi mà mình đi vào cái nhà hàng này thì mình biết được là sẽ phục vụ những cái món nướng rất là ngon. Thời điểm mà cả nhà mình đi vào cái quán này thì cũng đang là buổi trưa, giờ cao điểm rất là đông khách, cho nên mình cũng phải đứng đợi một thời gian để nhân viên họ sắp xếp chỗ ngồi thì mình mới được vào. Bây giờ mình sẽ đi vào quán và bắt đầu chọn những món ăn hôm nay như thế nào ha. Nhà hàng này mang phong cách của Nhật Bản cho nên là có lối trang trí rất là nhẹ nhàng và ấm áp, có những cái ánh đèn nhẹ và nhân viên phục vụ cũng rất tận tình. Mình thấy cách phong cách phục vụ cũng rất là nhanh nhẹn, có nhiều nhân viên phục vụ lắm, cho nên là mình khi mà mình vào thì sẽ có người ra phục vụ mình ngay, không cần phải ngồi chờ đợi lâu. Và bây giờ mình sẽ tìm những cái món ăn hôm nay sẽ gọi cái món gì. Thì như mình biết thì mình vào đây là mình sẽ ăn đồ nướng, và mình sẽ gọi cái nhìn sơ lược qua cái thực đơn hôm nay. Cái thực đơn này cũng rất là đa dạng, đa số là những cái món thịt bò, đồ nướng, và nó có cả mì và cả súp cũng có nữa, hải sản cũng có luôn, cho nên là tùy mình chọn thôi. Hôm nay cả nhà mình sẽ chọn cái combo đồ nướng và có mì trộn ăn chung với cơm trắng và có salad nữa, cho nên là rất là thích hợp cho cả gia đình cùng ăn với cái combo này. Tùy thích mọi người thích ăn cái gì thì mình nó đều phục vụ cả trong cái thực đơn combo này. Trong lúc chờ đợi các món chính đang chuẩn bị thì người ta đã đem ra những cái món gọi là khai vị trước để cho mình có thể ăn từ từ. Thì đầu tiên là có cái món miso soup nè, rồi cái món đậu nành luộc, và cái đặc trưng là cái món mì trộn trong cái cối đá. Cái đặc trưng là cái cối đá này nó rất là nóng và nó giữ được nhiệt độ rất là lâu, cho nên là mình sẽ ăn được cái cọng mì nó nóng lâu lắm. Và cái hương vị cũng rất là đặc trưng, ngon lắm. Nên bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món mì trước nha. Rồi sau đó thì sẽ tới món salad. Những món ăn nhẹ này thì không có no, cho nên là mình ăn nhẹ để mình chừa bụng, để tí nữa là mình sẽ ăn cái món chính. Đó là những cái món thịt bò đem ra nướng. Và đây cuối cùng cái món chính của thực đơn hôm nay cũng đã ra rồi đây các bạn. Thì nó có rất là nhiều những cái phần thịt bò nhỏ nhỏ như thế này. Đó có khoảng trên dưới 10 dĩa. Và mỗi dĩa là một loại thịt. Và cái cách ướp gia vị, cái hương vị nó cũng rất là khác nhau. Cho nên là mình có thể thưởng thức được nhiều loại thịt khác nhau. Nó có cả thịt bò, thịt gà và cả hải sản nữa. Cho nên là mình sẽ từ từ cùng nhau thưởng thức cái bữa ăn trưa hôm nay rất là ngon ha. Xin mời các bạn cùng thưởng thức cùng với gia đình mình hôm nay.
Trong lúc thưởng thức cái bữa ăn trưa hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ lược một số chi tiết đặc trưng về cái chuỗi nhà hàng của Yukaku như thế nào. Thì đây là một cái chuỗi nhà hàng Yukaku được thành lập bởi một tập đoàn Colorway, hiện là một trong những hệ thống nhà hàng barbecue lớn nhất với hơn 700 nhà hàng tại Nhật Bản và hơn 2.000 nhà hàng trải khắp 14 quốc gia khác nhau trên thế giới. Thì Yukaku là nơi mà bạn có thể tận hưởng các vị lẩu nướng Nhật Bản với cả hai loại hình, cả về những món nướng hay là những món lẩu, thì tùy theo nhu cầu của các bạn. Thì khi mà nhắc đến Yukaku là nhắc đến cái phong cách nướng mà Yukiniku mang bản sắc của Nhật Bản. Nhà hàng thực sự gây được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng thực khách bởi những thực đơn đa dạng với nhiều hương vị đặc sắc và được chế biến hết sức là sáng tạo công phu. Những món ăn chất lượng, thực khách hài lòng và nguyên tắc rất là căn bản là được Yukaku đặt lên hàng đầu. Đó chính là khâu lựa chọn những nguyên liệu cho đến khi mà món ăn được bày lên bàn cho khách thì cũng trải qua những giai đoạn rất là khắt khe. Được yêu thích hơn cả thực đơn là các món nướng từ bò Yukaku, lưỡi bò, sườn bò hay là thịt nạc vai, những cái thăn bò của Mỹ hay là những cái thịt ngoại nhập đã được góp mặt đầy đủ trong thực đơn của nhà hàng này. Trong đó thì thịt bò Nhật luôn luôn là được xem là ngôi sao của bàn tiệc Yukaku. Thì cái nhà hàng Japanese Restaurant Yukaku này là được lôi cuốn bởi cái hương vị vô cùng hấp dẫn của nó. Những cái miếng thịt bò rất là tươi ngon và cái hương vị gia vị cũng rất là đặc trưng cho từng món ăn.
thể là hôm nay cả nhà mình đã có một buổi đi dạo trên đường phố đi bộ ở thành phố Montreal và một bữa ăn trưa cùng nhau ở nhà hàng Yukaku Japanese Nhật Bản. Thì hôm nay cái bữa trưa rất là ngon miệng, cả nhà mình ai cũng no căng bụng bởi vì nó có quá nhiều đồ ăn và hương vị cũng rất là tuyệt vời. Thì mình sẽ kết thúc video của mình hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và đồng hành cùng du lịch và trải nghiệm trong những chặng đường tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.